Mẹ ơi, mới lấy đồ về mẹ không lấy ra con, mẹ không thử con biết gì đâu con. Đây đây đây, bộ đồ đây mẹ coi. Mẹ máng này đây cho con đi. Và sau khi mà bận cái trang phục này vào rồi thì quý vị có nhìn thấy là Bình Tinh sẽ thể hiện nhân vật gì trong cái tiết mục này không? Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với trích đoạn Na Tra lóc thịt qua phần trình diễn của nghệ sĩ Bình Tinh. Và phần phụ diễn đó chính là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Và điều đặc biệt, một người thầy đó chính là nghệ sĩ Bạch Long. Thưa anh Bạch Long, tại sao anh lại nhận lời hỗ trợ cho Bình Tinh ạ? Bình Tinh ngày xưa cũng là học trò cưng của đồng bào Bạch Long. Thì coi như Bạch Long cũng là thầy mà cũng là một người cha. Coi như Bạch Long thay thế cho thân sinh của Bình Tinh là nghệ sĩ Đức Lợi để tham gia chương trình này, để ủng hộ cho con nó. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Một lần nữa xin được cảm ơn hai nghệ sĩ đã hỗ trợ cho Bình Tinh. Tiếc cười quá. Xin cảm ơn quý vị. Bình Tinh bây giờ thì ở lại sân khấu để lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo nha. Dạ. Xin được mời giám khảo tiến sĩ Bạch Tuyết. Cải lương hồ quảng là bao giờ dàn dựng cũng hoành tráng, cũng rất kỹ lưỡng và rất nghiêm túc. Cái điều đó là ghi một cái điểm son cho con ở tiết mục này. Dạ. Nhưng mà có lẽ là vì rành quá rồi, cho nên là hôm nay thấy con hơi thiếu một chút cái sự lo sợ của một đứa trẻ, và cô đòi hỏi con cái đó. Dạ. Chỉ như vậy thôi, còn toàn bộ thì rất là tốt. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Bạch Tuyết. Xin được lắng nghe lời nhận xét từ phía danh ca Thái Châu. Em phải nhớ mình chọn một cái vai nào cũng vậy, mình phải có đầy đủ cái thể lực. Riêng một cái tiết mục này thì anh thấy như thế này, có nhiều đoạn em chắc là diễn nhiều quá, cái động tác mình nhiều, cái động tác quá, đâm ra cái hơi của mình đó nó bị yếu đi. Em khắc phục được thì cái con đường nghệ thuật của em sẽ thăng hoa. Tôi thấy này, Bình Tinh là chọn một cái trích đoạn ngay trong cái xung đột cao nhất của cái câu chuyện Phong Thần. Và hôm nay bạn diễn thì đối với cá nhân tôi cho rất là tuyệt vời. Phải công nhận khi mà cái người mà diễn cải lương á, họ lấy hết sức của họ, họ diễn. Cho nên cái điều mà bị dấp phải như anh Thái Châu nói, điều đó không bao giờ mà không có, phải có. Đôi lúc cái tình cảm, cái cảm xúc nó lên quá, tôi thốt không nên lời. Đối với tôi thì bữa nay, nếu mà cho điểm thì chắc có lẽ tôi là một cái người ưu ái. Tôi muốn làm cho những cái người làm nghề cải lương có thêm một khán giả, đó là tôi. Bình Tinh đó là chọn cái tác phẩm, cái vở này á, là rất là đúng, rất là phù hợp với lại cái con người và cái cách thể hiện của Bình Tinh. Nhưng mà có tiếc một chút xíu thôi là cái khúc cuối, chắc là do Linh là diễn viên nên Linh hay cảm động và hay xúc động. Linh tiếc là tại vì cái cao trào này mình chọn nó ngay đây, nó quá là đỉnh điểm, nên khi mà mình không có cảm động được cái khúc cuối khi mà mình lìa cha mẹ, thì có một vài giọt nước mắt thì chắc là nó sẽ hay lắm. Em có mà nó nhiễu vô mồ hôi chứ. Vậy là chắc là Dương Cẩm Linh. Dạ, đó là cái ý kiến của Linh. Thì còn cái tiết mục này thì đối với Dương Cẩm Linh là rất là tuyệt vời. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Bình Tinh. Xin mời danh ca Thái Châu 9,5, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết 9, Dương Cẩm Linh 9,5. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ trung dân chúng ta sẽ biết được cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả dành cho Bình Tinh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm khán giả dành cho Bình Tinh là 9,1 điểm. Bình Tinh thân mến, lúc nãy mà khi mà xem em hóa thân vào vai Na Tra, cái đoạn em lóc thịt á, từng cái mũi đau của em mà phải nói làm ai cũng thót tim. Em nghĩ thế nào trong cái lúc đó mà em mạnh mẽ đến như vậy? Và cái hậu quả hạnh phúc nó nằm đây nè chị.
Thực sự là trong lúc mà khi mà bước lên mà thi hay bất cứ khi em đi hát ở sân khấu cũng vậy, khi mà em bước ra thì em không nghĩ đó là em nữa, mà khi đã quá thân vào một nhân vật gì thì em chỉ biết là cháy hết mình với nhân vật. Và thậm chí là khi mà hát xong rồi đã biết mình có thương tích những cái gì, điều đó đối với em cũng không quan trọng. Cái quan trọng nhất là trong thời điểm đó em gửi đến tất cả quý vị những cái gì em có thể làm được. Quý vị khán giả thân mến, yêu thương Bình Tinh, xin hãy nhắn tin bình chọn cho Bình Tinh. Mã số của em là 01. Nghĩa kim nghĩa suy
dành khăn tan trắng. Một lại nề ai đưa vén mười ân. Tròn thiết thật thơ thương tướng người đi trước. Mẹ đã thuẫn lòng cho con.
Ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời tiến sĩ Bạch Tuyết. Trước nhất là tôi thấy là một cái tiết mục được dàn dựng rất công phu. Và Bình Tinh hôm nay cao rất khỏe. Tức là vô từ xế sáng cho tới năm ai cho tới Phụng Hoàng. Câu du nào cũng thấy rõ ràng là Bình Tinh đã chuẩn bị rất là kỹ. Và thậm chí là hết lòng hết sức với lại cái nhân vật của mình. Ở đây cái sân khấu dân tộc làm cho chúng ta hừng ngực khí thế, cho nên cảm ơn bạn. Rất là khen em, mà cái tiết mục như thế này dàn dựng rất là công phu hoành tráng, nói lên cái tính chất hùng hồn lịch sử của hai bà Trương Trắc, Trương Nhị. Mà em đóng một cái vai rất là tròn trịa, để thể hiện lên một cái tinh thần dân tộc rất là cao. Em hát khỏe nhưng mà thiếu một chút xíu mùi. Cảm ơn Bình Tinh, diễn một cái vai diễn rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Riêng Bình Tinh hôm nay em hát rất xuất sắc. Với sự cộng tác của tất cả những người phụ diễn, nói chung là hoàn tất rất là tốt trong cái phần trình diễn này. Đối với Bình Tinh thì tôi luôn đặt hết niềm tin. Bởi vì là tôi thấy những ai xuất thân từ Đồng Ốc Bạch Long, Bình Tinh cũng vậy phải không? Dạ. Thì đều có một cái nền cơ bản diễn xuất rất là tốt. Em có chất giọng, mà chất giọng của em rất là cao, rất là tốt, ca rất ngọt. Và diễn xuất thì cũng rất là tinh tế, bước ra là làm chủ sân khấu. Thì tôi thấy cái kịch bản này so với từ đầu tới giờ đây là cũng là một cái mảng màu khác lạ, một cái mảng màu hùng tráng. Và tôi chúc mừng Bình Tinh hôm nay, em thật là xuất sắc. Xin được cảm ơn lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ thì rất mong số điểm từ phía ban giám khảo. Điểm 10 đầu tiên dành cho bạn. Và điểm của danh ca Thái Châu sẽ là 10. Nãy giờ thì Nguyên Vũ thấy nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ rất là trầm ngâm. Rất cảm ơn ban giám khảo đã dành những số điểm tuyệt đối dành cho Bình Tinh. Và điểm số của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh. Bắt đầu. Chúc mừng Bình Tinh nhé. Số điểm của giám khảo tại trường quay dành cho bạn cũng rất là cao. Đó là 9,8 điểm. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Dạ, bây giờ thì con đã may mắn là được đi đến vòng 11 rồi. Và khi mà con được cái tình thương của bốn vị giám khảo và tất cả quý vị, con thật sự con mừng lắm, con rất là mừng. Và con chỉ muốn làm những cái này là con tặng cho ba mẹ con, và con tặng cho ba Long, con tặng cho tất cả những các anh chị mà đã hỗ trợ cho con và giúp đỡ cho con rất nhiều từ vòng 1 cho đến bây giờ. Con xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị nào đang theo dõi chương trình yêu thích Bình Tinh, hãy bình chọn cho Bình Tinh với mã số là 01. Rồi có ai biết trong các quán nhậu đêm đêm, em phải trút tơ lòng không phải cho khách chi âm, mà em phải hát để nhận những cái cành hoa của khách ban cho đem về đổi gạo. Giờ có ai hiểu cho em, ai hiểu cho em có nhiều
giọt lệ đắng cay cứ mãi tuôn trào. Anh trả lời em đi, tại sao em của tôi tình gì? Em chỉ muốn trọn lòng theo nghiệp hát, nối tiếp con đường vinh quang của mẹ của cha. Trong trái tim em cháy rực ngọn lửa nghề, sao đời tạo gió mưa cho lòng mẹ em trong lành. Sao những gian nan, những ưu phiền trong cuộc sống cứ đẩy xô em rời bờ của đời mình. Để bao chục tuổi tên để đáp đền ơn tri ngộ, thì bất hạnh chẳng bốn tan tạo thành điều oan nghiệt. Giờ em chẳng còn gì ngoài một kẻ phế nhân. Thì hết yêu nghề thì nghỉ hát. Đây nè, đây nè Bình Tinh, đây có phải là cái mão mà ba em từng diễn vai Nguyễn Huệ không Bình Tinh? Còn đây nữa, bộ đồ này có phải là bộ đồ mà mẹ của em diễn thành công vai Lưu Kim Đính không Bình Tinh? Son phấn của em không hát nữa thì đốt, đập hết đi. Anh Quốc, anh phụ đốt cho. Anh Quốc ơi, em đốt đi. Anh đốt đi. Em đốt đi. Bởi vì em không nhớ lời của mẹ em dạy em mà. Tin con, mẹ không ép buộc con phải theo nghề của mẹ, nhưng khi đã chọn rồi thì con phải nhớ, con đường dù có chông gai cũng phải phấn đấu mà đi lên. Là người nghệ sĩ, con phải biết quý trọng nghề, quý trọng khán giả, không bao giờ được để lửa nghề tàn lụi trong con. Con có hứa với mẹ không con? Mẹ, con ơi với mẹ. Giờ đây, con ơi với mẹ. Quỳnh Kiên của mẹ em từng diễn vai Lưu Kim Đính. Vì chồng em không quán gian nguy, sông mơ lướt xa trời cứu nguyện, dắp hướng đông môn thành chỗ tài Kim Đính Lưu Nương. Hãy đánh bắt món thành, giết chư dư hồng yêu đã. Dòng dây xa trường tranh đấu, nếu như không
lòng son. Chàng cao chờ kiếp sau tái lai. Ta nhớ ra rồi, khi hạ sanh thầy ta có cho ba hoàng lưng để cứu bạn mẫu thân lưu nương kim đinh và cáo gia quân bảo. Tuân mã ơi, có thuốc rồi, ta một nửa cùng ngươi một nửa, ráng cùng ta tung trận cơ giang sang. Mãi sau này giết sắc loài giang, ta nhất quyết bồi lão nhân mà. Cô đoàn cái lương tuồng cổ Quỳnh Long hôm nay đã đến đây để mình chắp cánh cho Bình Tinh.
Một thí sinh với vóc dáng nhỏ bé thôi, nhưng mà đã làm hết 100% cái công lực của mình. Không biết là ban giám khảo thì ai đang muốn là người nói đầu tiên à? Thí sinh nói trước. Cho phép Minh Nhí nói trước được không ạ? Chịu hết nổi rồi. Phải nói là một cô bé ốc tiêu, một cô bé đầy nội lực và đầy tài năng. Thần thái của con nè, diễn xuất của con nè, tâm trạng của con nè, giọng hát của con nè, vũ đạo của con nè, tất tần tật chú đều thích hết. Một cái nữa là trời ơi, tôi tuôn trào nước mắt khi tôi nhìn thấy những nghệ sĩ ngày xưa, những anh chị ngày xưa bây giờ hội tụ lại đây. Anh chị đã lớn tuổi hết rồi, con phải nhớ ơn những cô chú này trong suốt cuộc đời của mình. Và câu cuối cùng mà chúng mình muốn dành cho con là: con yên tâm đi, cha con nghệ sĩ Đức Lợi sẽ rất tự hào về con đêm nay. Hôm nay bộ môn nghệ thuật hậu quảng tưởng chừng như đã bị quên lãng vào dĩ vãng, hôm nay chính em đã đem lại cái bầu không khí, một cái niềm tự hào được lưu truyền cho tới giờ này mà không bị mai một. Đúng là danh bất hư truyền. Cha mẹ em và tất cả mọi người yêu bộ môn hậu quảng sẽ luôn luôn hãnh diện về em. Cái giỏi của Bình Tinh ở chỗ là tôi đã hay rồi, tôi đã giỏi rồi, và tôi muốn trở về đây tắm một cái không khí mới để sáng tạo những cái mới hơn nữa, đẹp hơn nữa và sâu sắc hơn nữa cho nghệ thuật cải lương. Hoan nghênh con, hoan nghênh bạn. Chúng ta thấy lại những khuôn mặt hết sức là tài hoa, hết sức là nhân cách của đoàn cải lương Quỳnh Long. Xin biết ơn các chú các bác đã xuất hiện hồi nãy và cảm ơn Bình Tinh đã làm được chuyện này. Cá nhân của tôi đây đó, khóc hết nước mắt. Nhìn đây đó, cho mình thấy một nghệ sĩ bằng thức tài của mình phấn đấu không ngã gục. Tôi hiện nay ngồi ở đây xem Bình Tinh, tôi không nghĩ tôi là giám khảo mà tôi là khán giả, cũng như bao nhiêu khán giả thấy cái tài của Bình Tinh, và khán giả sẽ nuôi dưỡng Bình Tinh cho đến cùng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những lời nhận xét của các thành viên ban giám khảo. Vậy cho con xin được nói với ba con. Ba, nhưng mà không có ba. Ba lên đây với con đi. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lên sân khấu ạ. Dạ. Con cũng xin cảm ơn gia đình Quỳnh Long, và con xin cảm ơn một người cha nữa, đó là nam nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con mời ba lên đây luôn được không ba? Vâng, thưa quý vị, điểm số của ban giám khảo xin được dành ở cuối chương trình. Còn ngay bây giờ là thời gian của quý vị giám khảo khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Bình Tinh. Thưa quý vị, số điểm mà dành cho Bình Tinh 9,9 điểm. Chúc mừng bạn. Và thí sinh sau đây, cô đang tiếp nối truyền thống của gia đình tuồng cổ Huỳnh Long nổi tiếng. Cô sẽ thể hiện mình ra sao qua một trích đoạn rất là nổi tiếng do chính mẹ cô là soạn giả Bạch Mai sáng tác. Trích đoạn chị nghệ sĩ đã hỗ trợ rất là đắc lực và nhiệt tình cho tiết mục của Bình Tinh. Chào con, cảm ơn ba. Cho tôi được phép cảm ơn tập thể các anh chị ở đoàn Quỳnh Long và cũng như đoàn Minh Tơ đã ủng hộ và hỗ trợ em trong một cái tiết mục hết sức là đặc sắc. Hôm nay Bình Tinh diễn lại một vai diễn của mẹ mình. Đây có phải là vai diễn mà chính mẹ em đã truyền dạy lại cho em không? Lúc mà con còn nhỏ thì mẹ dạy cho tất cả các anh chị, nhưng mà con thì con học ở trong cánh gà. Nhưng mà cái mà con hạnh phúc nhất là con không có được mẹ dạy, nhưng mà con đi hát ở đâu ai cũng nói con giống Bạch Mai quá. Sở dĩ có Trân hỏi một câu hỏi này bởi chính vì mình cũng đồng cảm, mình cũng chung hoàn cảnh y như vậy. Ba mình dạy cho mấy cô chú anh chị không mà đến mình là ba mẹ mình là yếu hết rồi. Và bây giờ xin mời những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Khen em ở chỗ là cái chiều cao rất là khó bằng với các anh chị đóng trước.
Yeah. Nhưng mà em cũng có cái rất là riêng. Và cái lần dựng này đó thì thấy rất là nghiêm cẩn, rất là bề thế và rất là hoành tráng. Chúc mừng em cái tiết mục này. Dù không được ba mẹ trực tiếp chỉ bảo, mà em nhìn những cô chú đã thành danh, mà em bắt chước được, em lấy những cái tinh hoa, những cái hay của những người nghệ sĩ đó để mà em thể hiện qua từng vai diễn. Cái này là cái điều thông minh mà em có trong người của em. Rất là tuyệt vời. Và tôi biết Bình Tinh là một cô gái như em đã kể. Em kém nhiều thứ về sắc dốc, nhưng ở sân khấu, các bạn không biết không, có nhiều điều nó biến thành cái không thành có. Cái sự nghiêm túc trong nghề, cái sự hết lòng trong nghề, cái sự đam mê nghề nghiệp của các bạn đã làm cho chúng tôi xúc động, đã làm cho trái tim chúng tôi thổn thức. Chưa bao giờ một lần nào chị coi em cả. Chị nói thiệt, nhưng hôm nay thì lần đầu tiên chị coi em. Và chị nổi da gà từng cục cục. Ánh mắt của em, ánh mắt sắc lạnh, hung tợn của em cộng với cái da diết. Khi mà em diễn quá xuất thần thì cái hình thể của em biến mất trong mắt mọi người. Chị Bạch Mai, chị có một cái hậu vệ thật là vững chắc. Và bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho thí sinh Bình Tinh. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết 10, danh ca Thái Châu 10. Xin mời nghệ sĩ Cát Phượng. Cái vấn đề 10 hay 20 gì không là vấn đề nữa, mà vấn đề em quá gây ấn tượng cho chị luôn. Nếu giờ có sắp thì tôi đưa hết lên luôn. Thiệt em luôn. 10 điểm. Xin được cảm ơn và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân vào cuối chương trình. Và bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, điểm số của giám khảo khán giả dành cho thí sinh Bình Tinh là 9,7. Xin được chúc mừng Bình Tinh. Nếu mà kêu gọi bình chọn á, mà mình nói bằng giọng hát tuồng cổ thì kêu gọi làm sao ta? Trời, anh Vũ làm khó em rồi. Thử đi, thử đi ha. 1, 2, 3. Dạ, kính thưa quý vị, xin hãy bình chọn cho Bình Tinh mã số 01, gửi về tổng đài 8234. Xin đa tạ. Quý vị, thí sinh tiếp theo đây, trong suốt các vòng thi vừa qua đã chứng tỏ được sự tiếp nối truyền thống cải lương tuồng cổ của gia đình mình. Và chúng ta nghĩ rằng đương nhiên sở trường của cô là hát cải lương, thế nhưng cô vẫn khiến cho chúng ta bất ngờ. Và đêm nay chúng ta sẽ cùng xem là cô sẽ hoán đổi như thế nào, và chúng ta sẽ cùng chào đón Bình Tinh. Cái dòng này là cái dòng quán đổi, thì phải quán đổi như thế nào? Mình sẽ thực hiện một cái sở đoản của mình, nhưng mà trong cái sở đoản đó nó phải có sự đặc biệt và sự gây cấn. Trong cái tiết mục này nó đòi hỏi những cái màn trình diễn rất là công phu, rất là cực khổ. Đánh đổi lại là người ngợm tan nát, trầy trụa, bầm tím hết. Nhưng mà để được một cái thành quả mà quý vị khán giả yêu thích và bình chọn cho Bình Tinh thì đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn với Bình Tinh, mà Bình Tinh sẽ quên đi hết những sự đau đớn cực nhọc. Ôi, tới giờ rồi, đi lẹ cho kịp con nước. Lẹ lên. Dạ, mẹ hãy nhìn lòng. Các anh em chiến sĩ, lên đường. Thank you.
đàn ông đâu không? Có thấy đàn ông con má đâu. Mẹ! Mẹ ơi, con đã về rồi. Mẹ hãy nhìn kìa, lá cờ đỏ sao vàng đã phất phới tung bay trên nền trời Tổ quốc. Ai gọi đời con? Bình tĩnh. Đầu tiên thì Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía anh Thái Châu. Xin mời anh. Bình tĩnh cũng thấy là cái sự hoan hô của cả cái hội trường này như thế nào rồi. Tôi không thể nói ngược lại lát nữa tôi ra không khỏi chỗ này quá. Con hát á rất là hay. Diễn cũng rất là hào hùng. Một dạ bữa nay con được khen hay. Một tiết mục nghĩa là tưng bừng. Hào hùng, hoan hô một tiết mục rất là hay. Trước nhất là cảm ơn con, cảm ơn vũ đoàn. Bởi vì các bạn đã kết hợp với nhau rất là thông minh. Đây là một cái tiết mục mà nó cho chúng ta một cái nội dung hết sức là hào hùng và hết sức là đáng kính trọng. Cảm ơn cái cách suy nghĩ, cũng như là cảm ơn cái cách thể hiện rất là trọn vẹn, rất là hết lòng của Bình Tinh. Có lẽ là nhờ cái cải lương, cho nên là khi bạn phát âm cái bạn hát nhạc đó mà hát bằng cái tiếng miền Nam đó, nó có một cái gì đó nó vừa dễ thương, vừa chân chất mà vừa rất sâu lắng, cho nên đi vào tim của chúng ta, phải không quý vị? Tiết mục này đối với cô á, cô cảm thấy là nó quá khó. Khó ở đây là sao? Có nghĩa là con một cái bài hát nó cần phải thể hiện một cái sự hào hùng, nhưng những cái ca khúc ở trong cái bài hát này lại là một ca khúc tình cảm. Khi mà con cất cái em ở đầu sông, anh cuối sông cất giọng hát lên thì cô ngồi dưới đây cô bị mọc ốc á. Mà thường là vậy nè, cái tiết mục nào mà tự nhiên nó làm cho cô mọc ốc từ đầu là đó là tiết mục hay. Một cái tiết mục quá là hào hùng nhưng mà lại lấy nước mắt của cô. Mấy lần cô mém khóc mà thấy mình khóc hoài nó kỳ quá. Còn một cái việc nữa mà cũng nhân đây tôi xin phép được nói là cái tiết mục vừa rồi của Hoàng Anh Kiệt, chúng ta thấy có một nghệ sĩ diễn chung, đó là nghệ sĩ Thanh Nguyệt. Và cái lần này diễn chung với con là nghệ sĩ Quỳnh Hương. Thì cái nghệ thuật nó rất là lạ, không phải là chúng ta xuất hiện lâu trên sân khấu mà khán giả thấy hay. Ở đây hai cái người đóng mà đóng với cái người lớn tuổi đây đó, xuất hiện ngắn, gọn, mà quá xuất sắc. Cho nên hai đứa con rất là may mắn. Chúng ta nhân đây để nói lời biết ơn với những người đi trước đã dìu dắt mấy đứa con như thế nào để tụi con có hào quang như hôm nay. Dạ, xin cảm ơn hai bạn. Tôi cũng muốn mời Bình Tinh xuống đây đứng kế tôi được không? Dạ, con được. Con uống miếng nước đi, nãy giờ con khát lắm rồi đúng dạ, không? Dạ, cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Tôi biết Bình Tinh từ lúc còn nhỏ, khi mà em là một diễn viên của Đồng Ngõ Bạch Long. Trời, sao ai cũng thì... biết từ nhỏ vậy? Có nghĩa là em cũng làm báo lâu năm rồi đó chị. Và một cái điều có thể nói rằng tự hào là đêm hôm nay con đã làm xứng đáng cho đem lại một cái niềm vinh dự cho cả một cái gia tộc. Đó là Đoàn Cải Lương Tuồng Cổ Quỳnh Long. Chú chúc mừng con và luôn nỗ lực hơn nữa để giữ gìn cái danh tiếng của gia tộc mình. Giờ chú hùng con cái được không? Dạ. Dạ, con cảm ơn chú, con cảm ơn bốn vị giám khảo rất là nhiều.
Bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời danh ca Thái Châu. Số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 2 điểm 10. Đạo diễn nhà báo Thanh Hiệp. Và 3 điểm 10. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh. Xin mời. Số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh đó là 9,7 điểm. Chúc mừng bạn. Em, dạ. Mỗi lần xuất hiện á, cứ mỗi tuần thì chị Trân thấy em có một cái tiết mục hết sức là chỉnh chu, dạ, đầu tư nghiêm túc và rất là hoành tráng nữa, dạ. Thì chỉ có một tuần vỏn vẹn như thế thì em chuẩn bị cho các tiết mục như thế nào? Có khó khăn gì không? Dạ thưa chị, thật sự là cái tiết mục này đối với em rất là khó. Là tại vì chị với Trân cũng biết là em là cải lương hồ quảng, một người nghệ sĩ cải lương hồ quảng mà khi hát dòng nhạc truyền thống, mà dòng nhạc hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi hình tượng của một chiến sĩ bộ đội thì thật sự là không đơn giản đối với em. Mà đã vậy là phải quá thân thành một chàng trai nữa. Thì cái chuyện mà quá thân thành chàng trai đối với em là không khó. Và chỉ mong sao là được sự ủng hộ và sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả dành cho em. Bây giờ quý vị khán giả yêu thương ủng hộ Bình Tinh đơn giản chỉ có một cách hết sức là thiết thực ngay lúc này, dạ. Đó là nhắn tin bình chọn cho Bình Tinh với mã số bình chọn của em là 01. Dạ đến hẹn lại lên tuần này thì Tinh sẽ biến thành một cô gái từ Sài Gòn xuống quê theo đúng chủ đề là gợi nhớ quê hương, và Tinh sẽ hát một cái bài nhạc đó không phải là cái sở trường của mình, cho nên là nếu mà có cái gì sơ sót thì xin tất cả quý vị thương tình bỏ qua và ủng hộ giùm cho Bình Tinh nha. Tâm đi qua cầu đi hả? Chứ không lẽ bà bay qua cầu? Khoan từ từ. Trời ơi. Đi thật. Trời ơi. Té từ từ nha. Đi thẳng ra nhà ngồi sau. Rửa mặt cho sạch sẽ nha. Rồi. Hey, bây giờ xong chưa? Ông giải quyết hai nhỏ đó rồi phải không? Ờ. Hôm qua ẩm tôi qua đi. Nghĩ sao vậy bà? Chứ sao tôi qua được? Tự qua. Qua không có được. Sao không được? Mang guốc xong qua. Mang đôi guốc cho cao. Rồi ngồi đó luôn, tôi vô trong tôi tắm. Đàn ông gì mà vô duyên. Đàn ông gì mà ích kỷ à. Đàn ông gì mà hẹp hầu dễ sợ à. Đàn ông gì mà. Dễ thương. Trời ơi, vừa về quê cái tự nhiên đổi cái style ngộ chơi. Ủa, em đi đâu vậy? Đại anh ẩm em qua nè. Cái gì? Sao ẩm qua được? Trời, nãy giờ em nói rồi, em đâu có qua được đâu, em ăn đôi guốc gì xâm qua. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, sao ẩm qua được? Trời, mới vừa về quê, thay áo ra cái tự nhiên nói tiếng nho. Trời ơi, cái điều này mãi trên trường mà nói sớm là trời ơi, tôi chết lâu rồi, đâu có đợi về đây đâu. Nè. Khoan. Phải sử dụng cái này thôi. Mang cái này té chết. Cầm quang. Nha. Từ từ để em dĩnh này nha. Cái này phải không? Rồi đúng rồi, đi qua, đi từ từ thôi. Từ nha. Đi không có guốc mà còn rung vậy nè. Từ từ nha. Té em cái nha. Anh dĩnh nha. Trời ơi, dân Sài Gòn mà làm như dưới quê trời. Ở chợ anh ghẹo hết con này tới con kia, tự nhiên xuống đây gái và ôm cái chất ơi. Trời đất ơi. Ê, tôi nhớ này đâu phải tuần lễ thời trang đâu mà mới có 2 phút mà thay 2-3 sắc áo vậy bà. Anh đừng có nói với em, anh vừa chạy vô chổng anh la làng, cái chạy trở ra là anh tắm rồi nha. Dĩ nhiên. Trời đất ơi, tôi tắm lẹ lắm, không có giống như cô đâu, còn tắm còn mờ ở chổng. Trời. Rồi nè. Làm ơn vô tắm lẹ giùm tôi một cái. Rồi tôi còn trở lên trên thị xã nữa. Cúc ơi, Qua ơi. Ê, chờ nha, đừng bỏ đi trước nha. Nè, lẹ nha, tôi ra ngoài trước tôi đứng đợi đó. Lâu quá tôi đi luôn, ráng chịu rồi nha. Trời ơi, cái nhà tắm này là không ổn rồi. Thôi, đi ra thị xã chơi, tối về đốt đèn tự một mình tắm chắc ăn. Ủa? Đi đâu? Xì tai ngộ ta. Đi ra thị xã chạy Honda chở gái đi mà cầm cây cuốc. Tôi đi thị xã rồi. Là sao? Tự nhiên cái rủ người ta đi thị xã, kêu người ta tắm mà bây giờ người ta cũng không tắm, người ta
đi ra rồi anh đi thị xã làm sao? Hồi sớm tôi đi thị xã rồi, giờ tôi đi vô vườn, đi không? Bậy nha. Ở đây đẹp chứ không có dễ dãi nha. Có nghĩ sao rủ tôi đi về quê rồi cái tự nhiên cái rủ tôi đi vô vườn, có ý đồ đen tối hả ba? À, trời, không phải, ý của tôi là đi vô vườn, là vườn trái cây đó. À, vườn trái cây. Đúng rồi, đúng rồi. Thì vườn trái cây thì anh nói vườn trái cây, anh nói vô vườn, em tưởng anh có ý đồ bậy bạ. Đâu có đâu, nè, tôi nói cho cô nghe. Nói gì? Cái vườn bưởi của tôi á, là một năm á nha, tôi làm á, là cỡ nửa tỷ bạc đó. Trời ơi, vậy là không dài, em quen với lại đại gia hai lúa mà em không biết nha. Mà thiệt nha, về quê mà cái anh đổi cái style này, cái tự nhiên, trời ơi em khoái cái gì đâu á. Không lẽ chắc có duyên nợ cái em về đây em mở luôn, chắc đã lắm à. Tại anh biết sao không? Chẳng qua là duyên số, em và anh có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Em đã thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi em về quê mới thấy ha, thương anh dãi dầu nắng mưa. Biết bao chàng trai trẻ đem tình yêu đến tặng cho em, nhiều người khen em có tài. Ôi trai tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế ha, sao có những chuyện lạ kỳ. Em thương lắm những câu chuyện bờ hè, trai gái bên trong sông con đò, nghe đường tình chất phát miền Tây. Chỗ đời nắm đơm bông. Cô độ không ai rồi đó. Tôi là hai lúa. Tôi anh chàng hai lúa, xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê ta bền tự duyên thắm màu. Ta sẽ đợi trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt nha, ngày lành cho hai đứa. Hình như nó có cái gì đó sai sai hết ta. Áo trắng ở đây, vậy áo hồng đâu rồi? Ủa là sao? Xỉu. Trời đất ơi, tôi nói cho bà biết nè, tôi là Tân. Bên kia em song sinh của tôi Tiến, hai lúa đó. Nè hả? Tôi biết á, cái gu của bà là gu hai lúa, cho nên tôi mới dẫn về đây làm mai cho thằng hai lúa em của tôi. Trời ơi, ta con gái mà, tự nhiên làm hàng chuyện bất ngờ quá, sao ta xử lý kịp? Nhưng phải từ từ. Thôi bây giờ em quyết định cuối cùng là vậy nè. Xin cha mẹ xem
Hỗ trợ cho Bình Tinh là hai bạn Võ Tân và bạn Võ Tiến. Xin cảm ơn hai em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin phép được mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. Qua cái tiết mục này thì thấy là con có rất là nhiều tài. Dàn dựng thì cũng rất là duyên dáng. Nhìn thấy một Bình Tinh lạ và mới. Và mong rằng con sẽ có nhiều cái tiết mục còn thành công hơn nữa. Trước khi mà tôi có lời nhận xét là muốn nghệ sĩ Bạch Tuyết nói rõ chút xíu về nhận xét về cách diễn của em như thế nào. Nếu mà nói một cách bình thường thì diễn rất là tròn. Nhưng mà cô muốn rằng cái vai này đó nó bớt đanh đá một chút thì chắc có lẽ là cái tiết mục này nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Để cho người ta thấy mình là cái người con gái từ Sài Gòn đi xuống. Mình rất mới nhưng mà mình lại rất là văn hóa và rất là văn minh. Bây giờ như thế này, trước hết là có lời khen. Em là đột phá, bước qua một cái thử thách về tân nhạc. Thì cái phần hát của em thì cô Bạch Tuyết có góp ý khi mà em diễn xuất đó, thì nó hồn nhiên một chút xíu, nó dịu dàng một chút xíu, thì nó sẽ đạt đến cái giai rất là tuyệt vời. Em đang làm một cái vai sống ở Thị Thành, nhưng mà em khi em về quê là em được cái tình cảm chân chất, mà em trở lại một cái con người, một con gái thùy mị dịu dàng. Cái đó là một cái thông điệp rất là tốt. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chú. Em cảm ơn chú. Trời em ơi là trời chú. Tính cho nó mười tuổi mà nó nói cái kiểu này làm sao mà tôi chạnh lòng được. Tôi phải mượn tay giết anh Trần Trị. Giết anh Trần Trị giùm tôi. Trước hết nói cho Bình Tĩnh thế này. Một tiết mục rất chuyên nghiệp. Em biết cách vận dụng tất cả những cái kỹ năng bên sân khấu vào cái tiết mục này. Từng chi tiết một, người dàn dựng rất công phu. Xin chúc mừng Bình Tinh. Dạ con cảm ơn chú. Nhật Kim Anh thì sao nào? Một chữ thôi. Hai chữ đi ha. Tuyệt vời. Em cảm ơn chị. Kết chúc mừng là bạn. Tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho Bình Tinh. Xin mời giám khảo Thái Châu. 95 điểm. Dạ con xin cảm ơn. Số điểm của Bạch Tuyết 95. Con xin cảm ơn. Số điểm của Nhật Kim Anh. Riêng Nhật Kim Anh thì Kim Anh rất thích tiết mục của bạn. Mời. Cảm ơn chị. Chúc mừng bạn. Còn bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả dành cho Bình Tinh. Số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh là 9,4 điểm. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, những tuần trước chúng ta thấy rằng Bình Tinh thể hiện rất là tốt trong những nhân vật thuộc cái loại hình cải lương tuồng cổ Hồ Quảng, đúng không? Nhưng lần này thì em ca nhạc rồi em còn nhảy múa và thể hiện một cái nét khác người ta ít khi nào mà thấy được. Bình Tinh có thể thể hiện lại chút xíu gì cho mình thấy không? Cái gì kỳ vậy ba? Thì giờ chưa gì đi vô thay đồ rồi biểu lên thị xã rồi giờ không lên thị xã rồi tự nhiên gì tự nhiên rủ người ta vô giường vậy ba? Vậy vô đấy nên đấy là mấy đứa đó, bây giờ nó rất là quan trọng là yếu tố quan sát đúng không? Dạ. Khi mà quan sát mình có thể vận dụng được vào những cái lúc thích hợp trong dạ. những cái vai diễn và tình huống của mình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tham gia nhắn tin bình chọn cho Bình Tinh với mã số bình chọn của em 01